Chúng con trân trọng kính báo cụ Đa Minh Bùi Hoàng Thư sinh ngày 23 tháng 9 năm 1930 tại Thanh Châu, Tiền Hải, Thái Bình. Được về nhà Chúa ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Washington, hưởng thọ 90 tuổi, là bào huynh của Linh Mục Đa Minh Bùi Quang Tuyến, cựu chính sứ giáo sứ Nghĩa Hòa, thánh lễ an táng được cử hành lúc 11 giờ sáng thứ năm ngày mùng 2 tháng 7 năm 2020 tại nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam Seattle, Washington. Sau đó được an táng tại đất thánh Holyrood Catholic Cemetery, Washington. Đa Minh Bùi Văn Bằng, con cháu cụ Đa Minh Bùi Căng kính báo.